Vâng, anh Thanh xin lúc đó xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay em còn có 8 con vàng Chipat mã là 980. Thì thông báo cho các bác là những bác nào mà hôm rồi đang có nhu cầu mà đặt hàng thì cũng liên hệ bên em để chúng ta nhận hàng nhé. Còn tổng cộng có 8 con thôi. Thì Chipat 950 là chắc em cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Với những dòng Chipat thì nó luôn luôn có những cái chức năng rất là cao cấp. Dòng này thì nó có cũng quang luôn. Và Chipat thì luôn luôn nó có 4 chế độ gọi nhanh. Đây gọi là phím nóng á. Đây các bác này, đấy 1 2 3 4. Thì 4 chế độ này các bác sẽ cài những chế độ mà chúng bác yêu ý, ví dụ Echo Revert, cái chế độ nghe nhạc gì đó thì chúng ta sẽ cài ở đây. Và 4 chế độ này chúng ta chỉ việc ấn giữ là nó sẽ lót ra cái phần ra cái cấu hình của chúng ta sử dụng. Với 980 thì hiện tại bây giờ bên em một số lần đang có nhiều người vẫn đang thắc mắc là tại sao mà dòng Chipat không thấy ai ít khi thấy ai mà quay video mà thấy tháo ra để mà cho các bác mọi người xem nội thất bên trong. Thì em cũng xin nói thật các bác luôn, tất cả những dòng vàng gì, những dòng vàng mà chưa tên tuổi thì chúng em còn phải tháo ra nội thất để cho các bác xem, các bác biết để các bác cảm nhận thật của nó. Chứ còn đối với những dòng vàng Chipat thì thật các bác là em làm cái việc đó thực sự là người ta cười cho. Em khẳng định luôn, bởi vì dòng vàng Chipat là một dòng vàng quá nổi tiếng rồi. Và em khẳng định các bác cả một con vàng to như thế này thôi, con vàng Chipat này nó chỉ có một chút mạch ở đây thôi này, còn hoàn toàn cái hộp này là rộng hết, rộng hết. Em nói trước cho mọi người biết luôn, toàn bộ là rộng hết. Và con vang si sô bây giờ thì nó lại càng nhỏ nữa. Con vang si sô bây giờ cái bo mạch đấy chỉ còn khoảng bộ khoảng độ 2 đốt tay thôi đấy, nó còn khoảng độ bằng 2 đốt tay à, nó rất là nhỏ. Nhưng mà vang si sô Chipat thì em nghĩ chắc chẳng ai dám chê, em khẳng định với bác luôn. Nó quan trọng nhất đó là chip vi xử lý và những cái thế gọi là công nghệ, chứ còn không phải là cứ con vang nào mà nó hầm hố, nó to, nó nhiều hàng, nhìn ở trong nó đẹp là nó hay. Có những con vàng cỏ bên em bán là nhìn rất là hầm hố, có triệu bạc, nhưng các bác nhìn là tháo bung ra nhìn nó 3 4 lớp men thì rất là đẹp, nhưng nó rất là rẻ. Còn đó vàng Chipat thì họ không cần như vậy các bác nhé. Kể cả những đời Shiso 1080 và lốt hay những đời Shiso T3 Shiso gì đó, các bác tháo ra công ty các bác tháo ra mà chỉ bên trong mà xem, nó chỉ có một chút là chút rồi. Gần như là cái hộp này là thật là rộng hết, nó rộng toàn bộ luôn, chẳng có cái gì cả, chỉ có hộp không à, cho nên nó rất là nhẹ. Vàng Chipat nó rất là nhẹ. Và cho nên là những dòng vang nổi tiếng thì thực sự nghĩ trong những vang nổi tiếng là Chipat, JBL gì gì đó, bây giờ còn gần như AAP thì cũng chẳng có ai tháo nó thắt ra để quay cả, vì nó chẳng có gì để mà quay. Có quan trọng nhất là cái chất âm và thương hiệu. Với những dòng vang Chipat thì nó đã là tên tuổi được bao nhiêu năm nay rồi và nó rất là nổi tiếng, cũng chẳng có ai dám chê cả. Nó là vang Chipat, nếu mà ai bảo là con vang Chipat nó không hay ấy thì có nghĩa là các bác hoàn toàn cũng chưa biết sử dụng vang, em nói thật luôn. Bởi vì vang Chipat tất cả các dòng bây giờ, các bác để ý cho em, những phòng karaoke chuyên nghiệp bây giờ trên thị trường bây giờ ít nhất cũng phải 95%, 95% vang ở các phòng karaoke đa số là Chipat và Shiso. Shiso các bác nhé, Shiso T3 hoặc là Shiso 1080 một lốt chẳng hạn, nó chiếm gần như một nửa thị phần là vang Shiso, rất rất là nhiều, bởi vì nó là khẳng định rồi. Và đồng vang này nó chuyển cái phần mềm của nó rất là chuyên nghiệp, cho nên là các bác cũng rất là dễ chỉnh, cũng không có gì khó khăn đâu. Những dòng vàng này là bên em cung cấp phần mềm cho mọi người đầy đủ hết, kể cả phần mềm này bên em không cung cấp thì các bác lên trên mạng cũng rất là nhiều, bởi vì đây là dòng vàng nổi tiếng mà nó vẫn khá là phổ biến trên trên mạng, cho nên các bác tìm phần mềm trên mạng rất là rẻ, không có khó khăn gì cả. Đấy, những dòng vàng này bên em bán cho các bác thì sẽ kèm cả remote luôn. Còn vàng Chipat nó có một cái dây rất là hay, có nghĩa các bác sẽ lấy bất kỳ một cái remote nào các bác thích, bất kỳ, em không nói là bất kỳ nha, bất kỳ một cái remote nào mà các bác thích các bác có thể ghép vào con vang Chipat là được. Đấy, có thể ghép vào con vang Chipat được, nó rất là hay. Các bác sẽ dùng một cái remote trắng và các bác sẽ dùng phần mềm để các bác kết nối với cái máy tính này. Đấy thì các bác sẽ bắt nó sẽ ăn với nhau ngay. Khi các bác chọn các chế độ, các bác chọn bất kỳ một cái nút nào trên điều khiển cho chế độ gì đó thì nó sẽ nằm ở đó luôn, nó sẽ ghi nhớ ở đấy. Nó rất là hay, con vang Chipat nó rất là tiện lợi. Cho nên là cái remote, ví dụ hôm nay các bác dùng một cái remote này, hôm sau bác không thích vẫn lấy cái remote TV vẫn gắn vào cũng được. Đấy, đó là một cái mà nó là cực kỳ hay của vang Chipat luôn, mà nhiều đồng vang nó không làm được. Kể cả những dòng con vang JBL bây giờ cũng không có chức năng hay như thế. Hay là kể cả những dòng vang X3, X5 cũng rất là nổi tiếng trên thị trường, đúng không? X12 chẳng hạn thì nó cũng không làm được những điều đó. Thì chỉ con vang Chipat này nó làm một điều khá là tuyệt vời cho các bác. Thì các bác sử dụng những con vang remote, các bác có thể sử dụng điều khiển các cái chế độ hát hoặc là âm lượng tăng lên tùy ý, khi chúng ta dùng remote sẽ tiện hơn các bác nhé. Thì những bác nào có nhu cầu về những con vang Chipat 980 này thì cũng liên hệ cửa hàng bên em để chúng ta đặt hàng, nó rất là hay và đặc biệt là đẹp. Đấy, màu vàng đồng rất là đẹp các bác nhé, tất cả đang là zin hết cho mọi người luôn, nó sẽ có cụm quang luôn các bác nhé. Những bác nào có nhu cầu liên hệ em đấy.
phía sau đây cộng Obico đấy, và đây là 6 cộng ra 6 cộng ra đấy. Những bác nào đang có nhu cầu liên hệ bên em các bác nha. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ạ.